Trong không khí hân hoan phấn khởi của tín đồ Phật giáo trên khắp Nam Châu, hướng về ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, sáng ngày 21 tháng 5 2024 nhằm ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại chùa Huệ Hương, số 116 Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, đã trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật với sự tham dự của đông đảo Phật tử gần xa. Tại buổi lễ, trước ngôi Tam Bảo, Thượng tọa trụ trì Thích Vạn Nhân đã niêm hương bạch Phật trên nền bài ca Trầm Hương Đốt do ban nhạc lễ chùa Huệ Hương trình bày. Tiếp đến, Thượng tọa cùng Phật tử xướng lễ danh hiệu của Đức Phật. Trong buổi lễ, Thượng tọa trụ trì đã chia sẻ pháp thoại ngắn về ý nghĩa của lễ tắm Phật, hướng dẫn Phật tử thực hiện. Sau đó, chính thức cử hành nghi lễ tắm Phật theo nghi lễ truyền thống. Lễ tắm Phật cũng chính là dịp để các Phật tử thiện nam tín nữ Phật tử Phật giáo khắp nơi trên thế giới thể hiện lòng tôn kính hân hoan đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước đó, tại khuôn viên chùa Huệ Hương đã trao 450 phần quà với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.